Là cô muốn tới đây gặp lão gia tôi đó phải không? Dạ đúng rồi, ngày hôm nay tôi đại diện cho bà Nguyệt tới đây để gặp lão gia của bà Đại Thái Công đó mà. Nếu như có chuyện quan trọng, tại sao cô Nguyệt không tới đây để nói, mà cô phải tới đây chứ? Cái chuyện này nói ra thì dài dòng lắm đó. Để tôi gặp lão gia của bà rồi tôi sẽ nói rõ. Cô nói là do cô Nguyệt sai cô tới đây, mà lại không có bằng chứng, tôi sợ cô mạo nhận đó nha. Nè, bà nói cái gì đây? Cái gì mà mạo nhận? Tôi thấy cô làm dáng làm vẻ bộ điệu ẻo lả, chắc chắn không phải thứ đàng hoàng gì đâu. Nè, bà vừa phải thôi nha. Cái thứ tầm bậy tầm ba như cô hả? Nếu như để cho lão gia tôi gặp cô, ai mà biết được cô có giả tâm gì. Tâm tiện khách. Nè em ơi, đừng có đụng tới tôi, tránh ra đi. Bà nói cái gì đây? Cái gì mà tầm bậy tầm bạ? Nhất gia tôi ở đường Tây cũng có danh vọng lắm chứ. Ồ, thì ra đúng là gái điếm hả? Hèn chi cô có đủ gan dạ tới đây để mà nói lớn tiếng. Nhà họ Đường tôi dù sao cũng là nhà phú hộ, đâu có lẽ nào để cho thứ người như cô đi lộng hành được. Thằng Tam, thằng Tường, lấy chỗ vào quét cổ ra ngoài. Nè, đi đi. Tôi thiệt là không có gạt anh đâu. Do Đường Thập Nhất kêu tôi tới đây. Anh không tin nó thì hỏi hắn đi. Thì nói vậy không à? Nè, nè, cũng là tại hai ông đã cản trở để cho họ không có vô được. Nè, vô được rồi. Nè, nè Nhất Gia, đi mau chút có được hay không? Hay giờ chị phải coi chừng tôi đó nha, nếu không mới là bị họ đuổi tôi ra nữa. Mày đâu có biết là hồi nãy cái đám người đó thiệt là dữ lắm, thiệt là khốn kiếp. À, ông là... Chính cô nói là thay thế con Nguyệt với thằng Bằng đến để gặp tôi phải không? Ồ, ông là Đại Thái Công đó hả? Quá hay quá. Đúng, tôi là Đại Thái Công, nhưng mà cái thằng Bằng Cư đó không có ở đây. Cô nói như vậy là có giả tâm gì? Tử Bằng nó cũng có mặt ở đây, nó đang đứng ở kia kìa. Đại Thái Công. Hả? Mày Thái Công. Mày không phải đã... Đã cho rồi, nhưng mà cô không hại ông đâu. Lần này ông tới đây là muốn nhờ ông sửa cho công bằng. Đại Thái Công à, ông hãy ngồi xuống trước đi, để Tử Bằng từ từ nói rõ ràng cho ông biết. Vậy, như vậy là chuyện gì mới được chứ? Chuyện là vậy nè, tôi không kiếm bên họ đó, xưa nay là muốn nút trộn gia tài của tôi. Bây giờ, hắn còn lợi dụng bán hiệu để bán loại thuốc bổ để hại người. Hắn làm cho má bệnh luôn, con phải coi khổng cứu má của con và Lễ Quân nữa. Bây giờ ông tạm giấu hai người ở qua đăng, ai ngờ đâu nó mướn nào sẽ tới bắt con. Bây giờ bắt luôn cả Lễ Quân, là do má biểu con tới đây nhờ ông sửa giùm đó mà. Thiệt có chuyện như vậy? Là thiệt đó, Đại Thái Công phải sửa cho con bằng cho gia đình của con nha. Được, nếu như cái thằng súc sinh đó hại các người như vậy, tôi nhất định xử công bằng cho các người. Cảm ơn nhiều Đại Thái Công. Đại Thái Công mời dùng trà. Cảm ơn. Ô Đại Thái Công, bữa nay làm gì đó, sao rảnh rang quá vậy? Con người của tôi từ nào tới giờ không muốn lòng vòng. Nghe nói cậu đã bắt được vợ của thằng Bằng, thiệt có chuyện đó hay không? Đại Thái Công nghe ai nói vậy? Thật ra con đang kiếm Lệ Quân nè, nếu con kiếm được thì nhất định đem về đây thôi. Thiệt sao? Người ta nói như vậy thì tôi nghe như vậy thôi. Cậu cũng biết đó mà, nhà họ Đường lớn quá như vậy mà cậu còn lo cái chuyện làm ăn ở ngoài tiệm nữa, thì nhất định cậu phải bận rộn lắm. Dù cho Lệ Quân nó về đây rồi thì cũng chưa chắc biết được đâu. Đại Thái Công mà, đừng nói chơi như vậy chứ hả? Cậu có ngại tôi đi coi nhà cửa chút xíu không? Ý nhiên không sao, tự nhiên. Nè, các người đi kiếm coi Lệ Quân ở đâu. Dạ, nhớ đừng có đập đồ người ta đó nhờ. Dạ. Dạ. Đại Thái Công à, hình như ông cũng quan tâm cho Lệ Quân quá hà. Thật ra đây là nhà của họ Đường, Lệ Quân có ở đây cũng hợp lý thôi, có phải không? Nói như vậy cũng không được đâu. Con Lệ là vợ của thằng Bằng, trên dưới của nhà họ Đường á chỉ còn lại cổ với cậu thôi. Nếu như để người ngoài biết được thì chuyện thị phi sẽ nhiều lắm. Nhưng mà vậy, tôi thì dự định đem Lệ Quân về chỗ tôi trước, để cho con Nguyệt nó mạnh lại rồi thì tôi sẽ đem con Lệ Quân trả về cho nhà họ Đường cũng chưa muộn. Đại Thái Công à, ông nghĩ thiệt chu đáo quá. Lão già, không gặp mà cả đâu hết. Con nói mà đúng không? Nè, ngày mai có họp mặt bà con, có nhiều chuyện quan trọng phải thương lượng. Tới lúc đó nhớ tới đâu nhờ. Con nhất định tới đúng giờ. Tôi về. Dạ.
biết nhân gia sẽ được kiếm đại thái cầu nên mới đưa cổ đi đúng lúc. Cảm ơn nhiều. Hôm nay nhớ đưa cổ về đây nha. Vậy tính sao đây? Cuộc họp đó là xử anh đấy nhờ. Họ đâu có làm gì được tôi đâu. Nhưng tới chừng đó bà Nguyệt nói chuyện lại được, bà sẽ chỉ chứng anh. Anh làm sao mà giải thích được? Tới chừng đó anh muốn về nhà họ Đường không còn cơ hội nữa đâu. Hay là vậy đi, sẵn chưa có gì mình chạy trốn nha. Nhà họ Đường là của tôi, tại sao phải trốn chứ? Đúng rồi, ngày mai là ngày cơ hội tốt nhất, có thể danh chánh ngôn thuận để nói với cái đám già đó ai mới là chính thức gia chủ của nhà họ Đường này. Vì còn bà Nguyệt, chỉ cần bà không đi tới được buổi hộ thì không làm được gì tôi. Dĩ Long, cô đã nói giúp tôi xong cái việc đó mà. Nè Kim à, nước đã nấu xong chưa? Nhất Gia hối kìa. Ê dạ được rồi lẹ lên đi, mau lên, bả đang cần kìa, mau lên. Biết rồi ơi, mau lên mau lên. Nhất Gia, nếu không thì má không có hết bệnh đâu. Chuyện nhỏ thôi, cái quan trọng là để cho bà mau hết bệnh. Thiệt là cảm ơn cô đã giúp đỡ. Phen này thiệt là cảm ơn cô đã kiếm được đại thế công ra mặt giùm. Không cần khách sáo. Cái thằng Hán Long này, thiệt tôi đã lầm lẫn. Má không có gì chứ? Không, chỉ hơi vài tiếng thôi. Qua luôn ngày mai là lấy lại được tất cả. Đi đây, đi làm công việc đi. Má ngồi nha. Nè, đưa tôi. Má à, uống thuốc xong rồi, má phải nghe tôi nha. Ngày mai có thể lấy lại tất cả. Má à, thức dậy đi mới từ đi. Bà Đường à, để tôi trang điểm cho bà nha. Bà. Má. 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 Thức dậy đi má. Má trả lời con đây má à. Má. Nè tránh ra để tôi coi thử. Sao kỳ cục vậy? Sự thật là sao vậy hả? Chuyện gì vậy? Bà đã chết rồi. Chết rồi. Tại sao má lại chết vậy? Tại sao lại kỳ vậy hả? Tối hôm qua còn nói chuyện mà. Tại sao là bây giờ lại xảy ra như vậy chứ? Má à, thật nhất là đừng có như vậy mà. Tại sao tự nhiên má lại chết vậy? Má không nhớ không? Má còn hứa với con cái gì hay không vậy? Mình đuổi thằng con kiếp đi rồi. Con sẽ đưa má đi qua cải lương. Giờ tới ngày lễ vô lan mình còn đi chầu đèn nữa. Má, tại sao má lại qua lửa của má chứ? Bà cũng đã chết rồi, cậu đừng có như vậy mà. Bà không có chết đâu. Bà. Thập Nhất. Bà. Thập Nhất à, cậu coi cái mặt của bà kìa, hình như là bị trúng độc vậy đó. Trúng độc. Còn làm sao mà đi được? Dù hả ngoài tôi phải đi tới miếu tự mà. Má tự nhiên bị người ta hại chết. Tôi không kiếm đó với bà mà thôi. Tôi phải đem điều này nói phải không biết. Nha. Nha, có sao không hả? Trở vô trọng trước đi, mau lên. Trở vô trọng trước đã. Cấp. Xỉ đi, sao lại không xỉ? Thằng gia đạo sĩ thối này, ông làm cái gì mà làm phép ở đây? Tôi vô trọng thì bà nói được. Tôi ở đây thì bà làm gì được tôi?
sĩ thú không chịu đi. Tụi bay đi cửa sau đi. Không được đâu, cửa sau có sát khí nặng lắm. Vậy tính sao? Đại tá công đợi tôi miếu từ mà chẳng lẽ tôi không đi sao? Như vậy chắc chắn là không có muốn tụi bay tới đó. Cái ông đạo sĩ thúi đó đó thì là dữ tợn quá. Tụi bay mà khơi khơi bước ra ngoài hả, chắc chắn là sẽ bị hắn đánh tới vòng hồn tiêu tan. Không kịp. Lão đại à, chúng ta đã chờ lâu quá rồi. Sự thật công việc có tới không hả? Đúng rồi. Nè, bà con im lặng chờ chút nha. Chờ chút nữa có được không? Nè, một mình con chờ không có sao. Đừng có để chú bác ai phải chờ lâu quá nha. Phải. Hơn nữa ông cũng biết chúng tôi bận rộn lắm mà. Mày thì muốn tụi nó tới chứ gì đúng không? Sao đại thái công nói kỳ vậy? Bác gái rất là thương con, giao hết tất cả trách nhiệm con lo cả. Bây giờ bả với Lệ Quân mất tích, con cũng đang muốn kiếm bả với Lệ Quân vô gấp đây nè. Bây giờ con Nguyệt với Lệ Quân không có ở đây, mày muốn nói cái gì mà không được? Ai, lão đại, ông nói vậy là sao chứ hả? Nói như vậy là ám chỉ thần Long nó nói dối. Không những là nói dối mà còn biết đóng kịch nữa. Đại thái công à, con nghĩ ở đây ai cũng đã biết rõ, do chính tay bác gái giao tài sản đó cho con. Con cần gì mà nói dối chứ hả? Gà mổ lúa kế bên, tự bụng dạ biết rõ. Đại thái công, thái công kêu tất cả đất đều cột khột để bàn về tài sản của nhà họ Đường. Mà bây giờ bác gái lại không có ở đây. Không thôi vậy đi, tạm thời để con thay thế bác gái, để khỏi mất công làm mất thì giờ chú bác. Đúng rồi đó. Ngày hôm qua ông đã cho người đến lục xét nhà của con, còn hôm nay á, ông lại chịu tập hợp gia sản, nói con nói dối đóng kịch. Con nói là có người ấm mức con nắm hết tài sản của nhà hội đường thì đúng không? Tao như vậy sao? Đại thái công, nếu như không muốn con nắm tài sản của nhà hội đường cũng không thành vấn đề. Chỉ cần bà gái có mặt nói ra một tiếng thì con lập tức giao tất cả tài sản ra. Ông có nói rồi mà, đó là sản nghiệp của nhà hội đường, tại sao con ôm hết có đúng không? Lão đại, ông là trưởng bối mà, vậy thì ông không đúng rồi. Ông nó kêu hết chúng tôi tới đây họp mà lại họp không có xong. Ông thiệt là bê bối quá. Đúng rồi, anh kỳ quá đi. Đại thái công. Đại à. Đại thái công. Đại. Anh vô đi làm gì? Hôm nay tôi thiệt là vui quá. Anh vui thì mất mớ gì tới tôi? Chuyện này tuyệt đối liên quan tới cô. Từ nay tất cả những gì của nhà hội đường đều thuộc về tôi, bao gồm luôn cô. Anh đã làm gì má rồi? Nói đi. Từ nay về sau, bất cứ ai không đoạt được món gì ở đây, cô cũng vậy nữa. Cô hoàn toàn không có cách chọn lựa, chỉ có tôi mới có thể tạo cho cô sống hạnh phúc. Cô suy nghĩ kỹ đi. Có phải anh đã đem má tôi? Cô không biết lắm sao? Đúng vậy, cô nghe kỹ đi. Má cô đã chết. Nhất gia, chị đừng có trách em nhiều chuyện. Vì em thấy ông đạo sĩ đó ngoài trước hoài, sợ làm ảnh hưởng tới mùng 8 nên mới hỏi chị thôi. Chị cũng biết dối em là không có đúng, nhưng mà chị nói ra thì em lại phải sợ. Thì không ngờ cậu Long đó lại làm chuyện tồi như vậy. Tại chị có hứa cho bà Nguyệt ở chỗ này, lại không ngờ bà lại xảy ra chuyện ở đây. Nhất gia đừng nói như vậy mà, không phải là tại cô đâu. Chị Châu à, chơi với em đi. Mình tám mà ngoan nha, đừng có làm phiền chị Châu nữa. Nè, ra ngoài chơi đi, đi. Chị Châu không đi chơi, con cũng không chơi nữa. Vô đi. Nhất gia. Nhất gia. Sao hở thế nào rồi? Đã đưa bà vào nhà xác. Chỉ biết là bà trúng độc, ngoài ra chuyện khác phải kiểm thầy mới biết được. Phải kiểm thầy? Đúng, phải mổ bụng ra coi thử trúng độc gì mới được. Phải mổ ra? Không được. Nó, cậu không đi được đâu, ông đạo sĩ đó còn ở ngoài. Thì đó là thủ tục luật lệ, nhất định phải làm như vậy. Cậu đừng có nóng. Kim à, hả? Đi làm công việc đi, hết chuyện rồi. Bà Nguyệt bị người ta thuốc chết, cảnh sát không bao giờ bỏ qua đâu. Không phải không lo, cái thằng con kiếp đó có biết bao nhiêu tiền chứ hả? Nó mua chuộc được thì đâu có chuyện gì. Theo lẽ hắn vô cái chỗ này của tôi thì tôi phải biết chứ. Vậy làm sao mà hắn ra tay được? Không lẽ
lẽ có người giúp cho hắn đã bỏ thuốc độc ở trong bếp? Chẳng lẽ kẻ bỏ độc đó là người của mình? Nhưng mà con Kim không bao giờ làm vậy đâu. Vậy thì ai làm đây? Là nghịch nữa hay không? Con giỡn thôi mà. Con có biết giỡn như vậy người ta sẽ sợ chết. Nè Cửu Như à. Nhất Gia. Bộ em thấy lúc này mình còn chưa có đủ rắc rối hay sao? Em đừng nói cái đó với nó chứ. Dĩ Hồng đâu rồi? Con phá cổ như thế nào? Con thấy cổ lấy hết đồ đạc muốn bỏ trốn. Con muốn níu chân cổ lại, không cho cổ trốn. Ai ngờ cổ lại nói bậy bạ. Cổ nói không phải có tình thuốc, không phải tại cổ. Vậy có đâu? Đi mất rồi. Nhất định là cổ hại má tôi. Nhất định là nó hại chết má tôi. Rồi giết chết má tôi. Tập Nhất là cậu bình tĩnh đi. Cho dù mình có bắt được tên hèn hạ đó cũng không có làm được gì người ta. Thì không ngờ Dĩ Hồng lại làm những cái chuyện như vậy. Sao có để người ta biết cô làm chuyện đó? Ở trong quan đằng có mà đó. Không biết con mà đối xử với em thế nào. Em sợ quá à. Em không phải cố tình nói ra đâu. Anh Long à, anh không có bỏ em chứ hả? Không thì tôi làm sao bỏ cô được chứ. Em tưởng rằng sau khi anh có Lệ Quân. Lệ Quân nói gì đây? Ai tử tế với tôi, giúp được cho tôi biết rõ mà. Còn cổ, em sợ là anh nhốt em ở đây rồi bị người ta kiếm được tới chừng đó. Tạm thời không thể thả cô đi được. Bây giờ tôi mới vừa được tất cả trong tay. Nếu để cô ra ngoài nói chuyện bậy bạ thì bất lợi với tôi lắm. Để cho sự nghiệp em xui đã, tôi sẽ nhờ người đưa cô đi Nam Dương. Lúc đó trên đời này không ai tìm được cô. Còn em tính sao đây? Bây giờ chuyện nó đã bể rồi. Em không thể trở về trại điếm được. Em không còn đường trốn. Em mặc kệ. Em phải bắt được anh. Yên tâm đi. Tôi không bỏ cô đâu. Cô cứ giữ ở đây. Tôi sẽ lo cho cô đàng hoàng. Sau đó tôi sẽ bán tất cả đồ đạc, nắm được một số tiền rồi tung cánh bay xa. Để tôi coi ai làm được cái gì tôi thì câu gì tôi đã dứt hết. Bà về kìa. Má. Tử Bằng. Thứ ba. Châu. Má đã trở về chỗ này rồi. Hai mẹ con mình bây giờ mới chính thức đoàn tụ. Thật là hai mẹ con của mình phải đoàn tụ ở Âm Dương. Mọi chuyện đều là do hắn Long gây ra. Thiện ác cuối cùng thì sẽ có quả báo. Hắn đã làm toàn chuyện bất nhiêu, dứt khoát phải bị quả báo. Cái tình khốn kiếp đó nhất định là chết bất tử. Khổ cái bây giờ là tất cả mọi thứ đều lọt vào tay của nó. Mà con không làm được cái gì cả. Mà sống chết có mạng, ai cũng phải chết đó mà. Bây giờ điều mà má lo nhất là Lệ Quân. Bây giờ nó ra sao? Đã bị tình khốn kiếp đó bắt đi. Má yên tâm đi, cô nhất định cứu cổ ta ra. Cho đi con hát cho má hả? Cùng nhớ đi rồi đi con hát cho má. Cách đây 3 năm rồi hả? Cái tuần đó gọi là phi đình yến gì đó mà. Gọi đến má muốn khóc nữa. Má
Mỗi lần má cảm thấy vui lắm. Má à, bao nhiêu năm rồi nhưng chưa bao giờ phụng phụng má. Cô nói với má, bắt đầu từ hôm nay má muốn đi đâu thì cô đưa má đi, má muốn coi tuần gì thì con sẽ đưa má đi. Tóm lại kiếp trước những gì mà con chưa làm, bắt đầu từ bữa nay con nhất định sẽ làm lại cho má. Được, được. Tới mà ba công tử ăn quất nghèo rồi. Em đã nghĩ ra cách làm sao đối với cái tình khủng khiếp đó rồi. Tại sao mày phải hại chết tao? Tao không tha cho mày đâu. Ông nói bùa này giữ tôi bình yên, tại sao tôi nằm chi ma hoài vậy? Cậu Long, bùa bình yên là giữ cho cậu bình yên vô sự, ma quỷ bất xâm. Còn cái việc nằm chim bao là chuyện khác. Bùa không thể giữ cho cậu nằm không ác mộng được. Vậy ông biên bùa này tôi tác dụng gì đây? Ông biên lá bùa khác cho tôi đi để tôi ngủ được yên giấc. Cậu Long, ông đừng nói tôi biết là không được nha. Miễn là tôi xuất tiền ra mướn ông về đây, ông phải lo cho xong cho tôi. Nè, bắt luận thế nào đi nữa, tôi không muốn cái đám ma đó phá thối tôi. Tôi chỉ muốn bình yên vô sự thôi. Nè, ông làm không được á, tôi chỉ có cách ta mướn người khác thôi. Dạ, cậu Long. Ma quái lộng hành, dám cả gan phá lên cái nhà. Ơ nè, thu hồi đi, thu hồi đi. Dạ, cậu Long. Con ma kia, mày dám cả gan tới đây để chết thuẫn? Ai chết chưa biết đâu. Cái thứ đạo sĩ thú với ông hả? Trời sẽ hại ông đó nha. Vậy thì để coi ai thâu ai đây. Vậy thì cứ coi đi. Ma quỷ, mày muốn chuồn hả? Không dễ đâu. Không có ai hết. Coi cho kỹ lại chút đi. Chị không có kìa. Nè, còn không chịu tìm cách lẻn vô trong. Đi đi. Đồ khổ kiếp. Sao hả? Ông đã ném cái mùi nước thuốc của đàn bà rồi chứ? Tới đi thâu đi. Sao chưa thâu vậy? Bây giờ tôi cho ông cơ hội nha. Tại em không đủ khả năng thâu tôi mà thôi. Vậy cho tôi đi. Đồ khổ kiếp. Cả mũi kỳ đà hả? Muốn chạy hả? Nè, chạy hả mày? Nè, chạy hả? Cái gì? Ông hiếp dâm tôi đó. Hả? À, không, không, quay cho tôi, quay cho tôi mà. Nè, đừng, đừng. Nè, muốn gặp Lệ Quân thì phải làm theo kế hoạch đó nhờ. Tư à, có nghe được tiếng người không? Nghe được. Nè, cô là ai vậy? Cô là ai vậy? Hoan nghênh cô. Bà quản gia à? Sao bà? Im miệng đi. Cô mà. Mày cũng xỉu luôn đi. Dạ được. Tôi xỉu nè. Xong xuôi, đi đi. Hết giờ. Cô còn biết tôi nữa sao? Tôi biết cô chứ. Vậy thì đứng yên đó đừng có nhúc nhích. Ồ, đúng rồi, vậy mới là ngoan chứ. Cứ như chị Kim, tại sao hai người lại vô đây được? Tôi đừng có nói nhiều nữa. Cả đám chúng tôi tới đây cứu cô và bắt cái tên khủng khiếp đó đi. Nhạc, đừng có nói nhiều nữa. Sẵn bây giờ không có ai, lập tức chạy liền đi. Mau lên. Đi mau. Ai vậy? Thank you.
Hồng, cô làm gì vậy? Chị Hồng, cô làm gì vậy hả? Ta bắt chị Hồng phải đền mạng. Cô là... Tại sao phải giết chết ta? Tại sao phải giết chết ta? Quá coi chuyện hắn chết đó. Nè, hãy mau kêu hai người này đi đi. Tôi có biết đâu. Chỗ này là âm ty địa phủ, hễ những ai gây oan nghiệt ở dương gian thì phải bị phán xử tại đây. Những tên quỷ nhỏ hạ đường còn không chịu quỳ xuống nhận tội hả? Mau quỳ xuống. Mà đó. Đừng có sợ. Mà đừng có sợ. Có tôi đây mà, đừng có sợ. Bình tĩnh. Mà đó. Cái gì mà Diêm Vương, cái gì mà địa phủ, hán lòng này không bao giờ tin những thứ này đâu. Đừng có chơi kỹ ma quỷ đưa hù tôi, đồ khốn kiếp tụi bay lại. Đúng là ma rồi. Sao hả? Bây giờ chị tin là ma chưa? Còn ma gan dạ, tao hỏi ngươi, ngươi có phải là mã hán lòng hay không? Đúng. Ngươi đã là mã hán lòng. Trong sổ sinh tử đã ghi rõ ràng quan nghiệp của ngươi tạo ra. Sau khi đường tử bằng chết, ngươi đã dốc lòng mua đoạt tài sản của họ Hầu, còn lấy A Diệu là thuốc, coi thường mạng người. Chẳng những chuyện này mà còn cuồng loạn lộng hành, còn giết chết bà Liên Nguyệt Phân. Sau đó cấm cô Lệ Quân tội ác bày trời, không để ngươi giáo biện nữa. Ông, tôi không làm điều đó. Hỗn kiếp, trên dưới nhà họ Đường đều có mặt ở đây. Tội ngươi gây quá tày trời. Chẳng lẽ họ thông đồng với nhau ám hại ngươi hay sao? Tại sao đổ oan cho tôi chứ? Tóm lại tôi không có làm. Mã Hán Lòng, nhà ngươi nói là nhà ngươi không có làm. Bây giờ ngươi đâu tốt, tại sao ngươi lại im hơi lặng tiếng? Lương tâm của nhà ngươi ở đâu? Quan được, tôi không biết họ nói điều gì, mà tôi không quen với họ. Họ chỉ đổ oan cho tôi thôi. Được, ngươi lợi dụng lợi phát lòng chế thuốc bổ. Bề mặt là một loại thuốc bổ dinh dưỡng, thực tế là tạo cơn kiềm cho người ta. Vậy thì nhà ngươi giải thích sao đây? Đó là loại thuốc bổ thật sự. Tôi không biết làm sao, tại sao uống tới kiệt. Thế tôi biết loại thuốc đó hoàn toàn không có vấn đề. Mà đừng đi. Đi tôi chịu nhịn. Đừng nói bậy mà hả? Anh Long mà, họ là ma đó. Giờ tôi làm sao đây hả? Im miệng đi, đừng nói bậy mà. Mà nguyên là do tôi động chết, Lệ Quân là do hắn bắt ra. Tôi chịu tội rồi. Đừng nói bậy nha. Cô đừng nói bậy nha. Tôi chịu tội rồi. Bậy gì đâu. Nè, im miệng. Nó chịu nhận tội, ngươi còn chối được gì nữa? Tôi đã cực khổ trong nhà họ Đường mấy lâu nay, tôi lấy những gì thuộc về của tôi thôi. Có gì không đúng? Tao đối xử với mày cũng đâu có tệ. Hán Long, mày làm gì cũng phải nghĩ tới lương tâm chứ. Lý do bà chỉ trích tôi không để bà chết đâu. Nếu mà muốn tôi chết thì tôi phải giết bà giết chết trước mới được. Còn mày nữa, Đường Thập Nhất, tao ở nhà họ Đường bao lâu, không có công cũng có lao chứ. Còn mày làm được những gì đây hả? Đâu cần phải nói nhiều với hắn. Quan trọng là cô ta đã chịu nhìn nhận. Màn kịch này đã diễn xong hết. Mày nói gì? Màn kịch? Tất cả ngày hết rồi chứ. Hai người đã chịu nhận hết. Chắc bây giờ ai cũng biết ai là người gây tội ác cho nhà họ Đường. Hắn Long, là giả, là giả đó, là giả đó. Được rồi, bây giờ đã được giải quan cho tụi bay. Mau đi đầu thai làm người đi. Còn chuyện ở đó để cho người đời xử tội chính đáng. Thôi đi đi, đi đi, đi đi. Thái Công, thằng khốn kiếp này đã nhìn nhận hết rồi đó. Cũng nhờ tổ tiên họ Đường mình linh thiêng,
Long, tao hỏi mày, mày nói mày không giấu Lệ Quân, bây giờ đã cứu được Lệ Quân trong nhà họ Đường, mày còn nói gì được nữa không? Tên khốn kiếp này toàn là nói láo. Hắn đã nhốt tôi trong nhà họ Đường, hắn còn định... Cái tên khốn kiếp này đúng là thua cùng súc sạch mà. Tiếc cho chúng tao à, tưởng mày là thằng còn hiếu thảo, thì ra mày đã qua mặt chúng tao, thì là hết sức khổ kiếp mà. Mấy ông để tôi gạt được thôi, tại vì mấy ông mà quá ngu. Từ thứ nay người ta nói đúng mà, cái thằng khôn à luôn đè đầu thằng ngu. Hơn nữa mấy người à còn ngu hơn trâu bò nữa. Thực tế mấy người à thứ già trời chết thôi. Bao gồm mấy người này, đồ súc sạch, tới nước này mà còn nói như vậy nữa hả? Chính tới nước này tôi mới nói, nếu như đám già mấy ông không đem luật lệ ra ép tôi phải làm thứ vậy sao hả? Còn nữa, mấy người nghe kỹ đi, nếu như không nhờ thằng Long này thì dòng họ Đường các ông đã khánh tận từ lâu rồi. Đừng nói nhiều với hắn nữa, hãy mang cái xác đi. Mày làm tội gì bất nhường, để coi ai đỡ được cho mày. Đại thái công, chuyện này liên quan tới nhà họ Đường, xin ông hãy xử công bằng cho chúng tôi. Người đâu? Dạ, dạ. Bắt hai tên nam nữ đó cho tao. Thì được, chết lên. Được, được con à, con yên tâm đi, thằng súc sanh này à không dám trở về nhà họ Đường nữa đâu. Tam thái công, cảm ơn ông đã xử công bằng cho chúng con, để tài sản của nhà họ Đường lại thuộc về họ Đường, vậy là con đã thỏa mãn. Ai à, chuyện này nhất định rồi, để tôi coi lão đại trước đã hả? Lệ Quân, thưa má, bây giờ có thằng Bằng lo cho má, má thì lại yên tâm lắm, con không cần phải lo nữa. Thưa Bằng à, anh phải lo đàng hoàng cho má nha. Từ nay chuyện là mang nhà họ Đường giao hết cho em. Em là dâu của nhà họ Đường, mấy chuyện này em phải làm mà. Như đó chuyện mà nội giả là Diêm Vương á, đừng bao giờ cho Diêm Vương đại nhân biết nghe, nếu không sẽ nặng tội lắm đó. Nè mày coi tao run tới bây giờ còn run. Con hiểu mà, nhưng mà nói thì nói nha, cái kiểu nội giả Diêm Vương đó hả, giống người chàng à. Tao hết dám nhận. Thiệt hết nói, tôi cũng không muốn nhìn. Về đi, về đi. Thả tôi về. Có chịu đi hay không? Đi chứ, tội gì không đi. Dĩ nhiên phải đi chứ. Cảm ơn nhiều. Đi đi ông nội. Nhị Lưu. Nhất Gia. Chị, tại sao lại thả tôi vậy? À, chuyện của hắn Long ai cũng đã biết rõ hết rồi. Đúng ra kẻ ở tù là hắn, nhưng mà chưa có bắt được hắn. Đúng là ông trời có mắt mà, đáng kiếp lắm. Phải rồi, vậy tất cả những gì của nhà họ Đường chị lấy lại hết rồi? Cũng là nhờ các người thôi. Chị đừng có nói như vậy, đó là chuyện tôi phải làm. Còn bà thì sao? Má đỡ. Đã thế nào? Bà đã mất rồi. Bà đã chết rồi. Tại sao tự nhiên lại chết như vậy? Sao hả? Con không chịu đi về à? Tại sao bà lại chết chứ? Tại cái tên khốn kiếp đó. Cũng là tên hắn Lộng. Để coi hắn phải chết như thế nào. Thật ra mình không cần phải lo cho má đâu. Bây giờ bà đã ở bên cạnh của Tử Bằng, tôi nghĩ chắc là bà vui vẻ lắm. Sao hả? Có phải muốn trở vô nữa không? Đừng có ở đây nói nhiều nữa. Bộ thấy là còn chưa có đủ xui xẻo hay sao chứ? Anh à, tôi đã nấu nước lắp bưởi để cho anh tắm hết xui xẻo, sau đó thì đại thắng đại lợi. Đi đi. Tất cả ngay đây. Vấn đề làm ăn của Lợi Thất Lộng bây giờ giao lại cho Lệ Quân lo hết. Kể từ nay, bất cứ những chuyện gì ở đây á, phải có sự đồng ý của cổ. Còn nữa, các người phải ra sức giúp đỡ cho cổ, biết chưa? Dạ biết, thái công. Lệ Quân, bây giờ ông giao Lợi Thất Long lại cho con, từ nay con cực khổ rồi đó. Thật ra con không biết gì hết, về chuyện làm ăn từ nay con phải học hỏi theo đại thái công. Được, không thành vấn đề. Nếu như con có gì không biết, cứ việc tới hỏi ông. Lệ Quân, ông về trước nha. Dạ chào đại thái công. Mời. Nhà họ Đường mình cuối cùng đã đoạt lại Lợi Thất Long. Lợi Thất Long là có nhà họ Đường lâu rồi mà. Tứ Bằng à, cuối cùng mình cũng đỡ. Chị à,
Hồi nãy chị đã nói rồi. Đừng có làm cho mấy ông sợ, mấy ông thấy thầm nhất đâu. Kêu mấy ông đi làm đi. Các người đi làm việc đi. Dạ. Dạ. Tại tôi mừng quá mà. Thứ bằng à, bây giờ anh trở về để lo mọi chuyện cho Lợi Thất Long, chắc chắn sẽ làm ăn khá hơn. Không được tiện đâu. Thủy chung không mấy gì tốt quá mà. Nếu mà làm người ta sợ thì càng khổ thêm. Em coi đó, thấy chú Sáu như vậy đã không ổn rồi mà. Thôi đừng có nhị lưu giúp đỡ thì quá đủ rồi. Khác chứ, đúng vậy. Nhị lưu đúng là giúp được nhiều, nhưng mà anh mới là chủ ở đây. Chị nói đúng lắm, tôi đã khác với anh. Thưa bằng, anh nhất định phải ở lại giúp em nha. Giúp bà tạm thời tôi nha. Chào à. Đồ có giận mà. Đồ có gì? Anh biết em giận cái gì. Hồi nãy em thấy đồ chưa? Chẳng lẽ em kêu anh bỏ cổ không lo sao? Tôi hiểu chứ. Thứ bằng, sổ sách ở trong phòng lộn xộn lắm. Anh về giúp em tính cho xong hết đi. Về tính sổ sách đi. Tôi đi trước nha. Ây da, mày ở đây hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mau tới miếu địa tạng tiễn má mày đi. Má đi rồi hay anh vậy? Đúng rồi. Má của mày thường ăn chay niệm Phật, làm toàn thiện phải, ăn ở phước đức, chắc chắn đi đầu thai lẹ thôi. Đi 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 đi. Nếu không không kịp nữa đâu. Đi đi. Rất đẹp kiếm anh đó. Quay giùm tôi đi. À được. Nè, anh dắt chị đến đây làm cái gì vậy? Dắt đến kiếm anh phải có chuyện chứ. Mình qua anh kia nói chuyện đi. Tử Bằng à, tôi cũng đã từng làm tiệm rồi, nhưng mà tôi không có làm điều đó để em kiếm người khác giúp cho anh đi. Cô mới vừa tiếp nhận cái tiệm mà thôi, chuyện gì cũng chưa rành rẽ, còn ai giúp được cho cổ đây chứ hả? Di Lưu, chuyện lúc trước anh đừng có nhắc tới nữa. Anh là người mà tôi tin cậy nhất. Nếu mà anh không chịu về giúp cho tôi thì đâu có ai giúp cho tôi được nữa. Di Lưu à, về giúp cho chúng tôi đi. Anh cho tôi suy nghĩ một lát được hay không? Vậy tôi là chịu rồi ha. Nè, may làm. Hay nè Tứ Bằng à, có chỗ này không biết phải tính làm sao, anh có thể qua đây coi giùm không? Ờ. Chị à,
Số nấm đông cô đã tới rồi, chị có cần xuống kiểm hàng không? Anh cứ kiểm được rồi, tôi còn phải tính tiền trên bàn nữa. Vậy cũng được. Vậy Lưu à, nhận hàng cái giao cho số 6 được rồi. Anh qua đây giúp tôi đi. Huệ, cái này tôi không biết đâu nha. Hay, không biết thì học hỏi. Anh có thể giúp với Lệ Quân mà. Không biết thì cái gì cũng phải học mà thôi. Thêm một người giúp thì đỡ nhiều lắm. Thôi đúng, Lệ Quân cũng nói vậy. Đi đi. Được. Vậy Lưu, anh đâu cần phải xuyên vậy chứ. Mướn anh thật là đẹp. Chỉ một phần lương mà phải làm nhiều việc. Đi nhận hàng nè, phải làm sổ sách nè, và phải chuyên giác nữa. Anh có mệt hay không vậy? Cái đó là bẩm sinh của tôi, không có thay đổi được. Tôi thấy không phải nha, cũng như là tôi vậy. Thì ra tôi mới phát giác sau khi tôi chết rồi, tôi không thể làm được thùm giúp nữa. Hồi nãy anh đâu có nói nhiều quá vậy? Đâu phải, hồi nãy tôi vẫn như vậy mà. Tử Bằng, tôi nói thiệt nha, sự thật anh muốn gì đây? Cái gì là cái gì? Anh đừng có giả mù sa mưa, anh chưa biết tôi muốn nói gì mà. Lệ Quân cũng muốn ở bên cạnh cổ. Cổ không phải là dại đâu, cổ chỉ nhìn nhục anh thôi. Anh thấy làm như vậy là bất công với cổ hay sao? Tôi biết cổ buồn thương tôi lắm, nhưng mà có được cái gì đâu. Bởi vì cổ là người, tôi là ma. Người với ma đâu thế nào sống chung được? Không thể nào đâu. Còn nữa nha, một mình cổ mà lo hết nhà họ được, rất là cực nhọc lắm mà. Chứ lẽ tôi bây giờ nói với cổ, tôi bỏ cổ không lo cho cổ hay sao hả? Anh đã nói láo mà còn mắt còn mở trâu tráo nữa. Anh hỏi trong bụng của anh có phải nghĩ gì không? Nhị Lưu à, anh đừng ép tôi nha ha. Tôi không biết phải làm thế nào để chọn đây. Anh có thương cô nào là vấn đề của anh, không phải của tôi. Những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết với anh rồi. Báo đi, mua báo đi ha. Nè mua đi. Ê báo kìa. Mua báo đi, đường ta em còn quậy được sóng gió nữa. Ây da, sao mà kỳ quá vậy? Nhất gia đã nói rồi mà, kỳ quá. Thiệt kỳ. Hả? Thôi kìa. Đừng thấy tôi nữa được không ạ? Rồi, này, bắt cả nhất để bắt cái tên Long này ra mới được. Cho em đi theo anh đi. Em thì không có chỗ nào để ở nữa. Một cô hại tôi cũng chưa đủ sao? Nếu như cô không nói bậy thì ngày hôm nay tôi chạy sao hả? Tụi cô khác quá, cô đã hại tôi, cô thiếu tôi làm gì nữa? Đi mà. Anh Long à, cô không có chỗ ở để chết đi, đừng có bán cho tôi nữa. Ông Trần à, con Ngọc của tôi đó hả, nó thiệt là chịu ăn chịu dạy lắm. Đúng. Đúng, hay nhất hả là còn Trinh đó nha. Thiệt sao? Cũng được quá à. Tiểu Ngọc à, em hãy ngồi lịch sự một chút có được không? Bánh hột gạo này ngon quá nè, chị ăn thử coi. Được rồi, được không rồi. Không sao, không sao. Ăn được mới là phước chứ phải không ha. Không có sao đâu, cứ gì cứ ăn cho đã đi. Ăn nhiều càng tốt. Vậy hả, cho tôi học cái nữa đi. Tiểu Ngọc à. Ông Trần à, ông đừng có thấy nó ăn như vậy mà ông thấy sợ đó. Nó thiệt làm công việc được lắm. Nó vừa có sức là vừa chịu đựng được, nó giỏi lắm. Phải phải. Thật ra nói với đàn bà ăn được là tốt lắm á nha. Sinh đẻ được, nếu có mình sinh được tôi 10 đứa hả? Trai gái gì cũng được. Vậy tôi đủ vốn rồi. Vậy là ông đã chịu rồi đó nha. Chịu chứ. Nhất giờ bộ chị bắt tôi phải đẻ con cho ông hả? Hay giờ, làm vợ người ta rồi phải đẻ con cho người ta chứ. Vậy chị bắt em phải lấy chồng. Không lẽ tao giữ mày lại cho mày ế chồng hay sao? Nhưng mà bây giờ có chịu hay không? Đừng rỡ trông đợi điếm. Vừa có chỗ ở, lại vừa có ăn uống nữa, cũng được lắm. Vừa sức ăn, vừa sức mặc mà. Cô chịu là được rồi mà. Em đã nghe chưa? Thiệt chứ, thích ăn thì cứ việc ăn đi. Tao đã nói không được mà. Vậy không được à? Người ta nổi tiếng là người đẹp diễm tâm đó nha ha. Thôi đừng có rắc rối nữa. Tao cũng không tính tới cái vụ đó đâu. Đi làm công chuyện đi. Nè ông Trần à, tôi ra ngoài tự nói chuyện đi nha. Được. Nè anh Lương à. Anh Lương. Nhất dạ. Sao đây? Lại đi coi mắt không xong à?
Đâu có đi. Tôi biết là anh còn chưa có chết lòng với Cửu Như. Thật ra tôi với cổ thế nào cô cũng đủ biết rồi chứ. Đúng rồi, cổ có thể không thương tôi, nhưng mà đâu có thể cấm người ta thương cổ chứ. Tôi có thể chờ đợi, chờ đợi đến khi cổ chịu thương tôi. Anh có nói thiệt không đó? Tôi nói thiệt đó mà. Tôi đã nói nhiều rồi, tôi không có bao giờ gặp hắn nữa đâu. Nhất gia, chị đừng có nói tốt cho hắn nữa. Chị không phải là nói tốt cho hắn đâu, nhưng bây giờ những người đàn ông si tình trung thành như vậy thiệt là hiếm có lắm. Nhưng người ta đã nói an phận, chị đừng có nhắc tới nữa. Tôi không muốn nói nữa đâu. Chị cũng thiệt là vô phương. Cái thằng nhóc con này, mày mà cũng buồn nữa à? Giống hệt như má của mày vậy. Con được đi đầu thai rồi. Vậy thì sướng rồi, tại sao lại buồn chứ? Dì biết rồi, chắc còn tiếc má của con phải không? Tiếc thì cũng đành thôi, có thể làm lại con người mà mày không muốn sao? Con không biết tại sao đàn bà nào cũng vậy hết. Giống như chú Lương tốt quá, tại sao má lại không chịu ổng? Con cũng thích chú Lương à. Vậy thì con có muốn chú Lương sống với má con hay không? Lo cho má con hay không? Dạ muốn, nhưng mà má con đâu có chịu. Vậy thì được rồi, mình dứt khoát kéo hai người xích lại. Kéo hai người xích lại? Cửu Như, Cửu Như à. Nhất gia, chuyện gì? Mùng 8 đó, nó có thể đầu thai làm người rồi. Cái gì? Cô được đi đầu thai? Dạ phải. Vậy thì hay quá. Mùng 8 à, con có thể làm lại người rồi. Nhưng mà con không nở xà má. Con khờ quá đi. Trước sau gì cũng đầu thai làm người. Con được đầu thai ở chỗ giàu sang, vậy thì má mới yên tâm. Nhưng con nghe nội nói đi đầu thai thì được làm lại con của má. Làm lại con của má? Nội còn nói má là má của con, chú Lương là ba của con nữa đó. Nội còn nói mai mốt hai người sẽ đám cưới, sau đó sẽ sanh ra con. Nếu lâu quá mà không đám cưới xong thì con không bao giờ làm được con của má. Có lẽ là con phải đi đầu thai làm trâu bò đó. Xin dẹp cái miệng đi, nói bậy không. Qua đây, qua đây. Đừng có nghĩ nhiều nữa, dứt khoát gả cho ông Lương đi, để cho mùng 8 nó được làm lại con của em. Không được đâu, vì mùng 8 mới chịu lấy hắn thì chẳng khác gì lợi dụng hắn, vậy không có công bằng. Hay da, đâu có tính được nhiều nữa. Cứ gả cho hắn để mùng 8 ra đi rồi mới tính đi. Kệ cha nó. Không bao giờ chị nói lên vậy đâu. Em suy nghĩ lại coi, vừa có lại đứa con, vừa có lại tiệm nước trong tay của mình, nửa đời sau này đâu cần phải lo. Trước đây tôi đối xử với anh tệ quá. Ây giờ em mà chịu hứa gả cho hắn hả, hắn chắc mừng lắm. Bộ anh không phải muốn gặp cổ sao? Bây giờ người ta ngồi kế bên rồi, dòm cũng không dòm. Đàn ông của mấy ông thiệt tình. Tôi hỏi anh, nếu như mà Cửu Như chịu gả cho anh đó thì anh... Ui, anh đâu cần phải quýnh lên như vậy. Có sao không đó? Tôi đã nói bạn của tôi khắc chồng mà. Luôn có người đàn ông tiếp xúc với tôi cũng bị tôi khắc luôn. Không đâu. Anh cứ kể như chuyện ngoài tai anh chưa từng nghe. Nếu như anh sợ chết thì từ nay đừng có theo đuổi tôi nữa. Nè 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 nè. Ây da, anh mà muốn cưới cổ làm vợ thì được theo đi. Lẹ lên. Thì là rắc rối. Cứu Như, Cứu Như, Cứu Như à? Có chuyện. Cứu Như. Tôi đã theo đuổi được cô rồi. Anh đừng có theo tôi nữa. Tôi sẽ hại chết anh đó. Tôi không bao giờ chết đâu. Cô coi đó, cô coi đó, cô coi cái mạng của tôi lớn lắm, cô không xác chết được tôi đâu. Thực ra tôi không muốn lấy anh đâu, nhưng mà chỉ vì mùng 8 nó phải đầu thai làm lại con của tôi, còn anh phải làm ba của nó, cho nên tôi mới... Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Tôi lấy anh chỉ là
là lợi dụng anh. Tôi muốn bọn Tám làm lại con của tôi, nhưng tôi lại không muốn khắc chết anh. Tôi cũng không muốn chính vì vậy mà báo hại tới người khác. Rõ chưa? Đúng như tôi không cần biết lý do gì. Bắt đầu từ ngày cô quen với tôi vẫn chờ đến ngày hôm nay, chờ đến ngày có bằng lòng lấy tôi. Tôi nếu có thể chờ được thì tôi không bao giờ bỏ qua đâu. Không chỉ còn có mùng tám, nó chịu làm con của tôi nữa, không chỉ bao nhiêu người ấu ức cũng không được. Cô tin tôi đi, tôi sẽ lo cho hai mẹ con chu đáo. Cũng như bằng lòng lấy anh đi, anh sẽ làm người chồng của em, làm cha của mùng tám. Nhất định là phải chơi từ đầu tới đuôi, như vậy thì mới có đầu có đuôi đó. Như vậy người đàn ông đó mới thủy chung với mình. Rồi. Nhớ đó nhờ. Nhớ đó nhờ. Thì mình qua bển đi. Đi mà lên. Nhớ chứ, không phải mấy cậu treo mà. Bao nhiêu gái của chị gả đi hả? Chỉ có em là đẹp nhất. Đừng nói như vậy mà Nhất Gia, để tụi nó nghe được, tụi nó không vui đâu. Một không phải sao? Nhưng mà cái an ủi nhất là đã kiếm một người đàng hoàng. Thật ra em lấy chồng cũng vì mùng 8 thôi, nhưng mà cái tốt nhất là em đã kiếm được người thật thà. Chứ còn gì nữa, ai mà không biết hắn thật thà. Nếu như em chịu gật đầu từ sớm thì đâu cần phải lính quýnh như ngày hôm nay. Mùng 8, đừng có phá nữa, làm nhăn hết áo của má con đó nhờ. Nè, mùng 8 ngoan, để má cúng ông bà rồi má sẽ chơi với con. Không chịu, con phải đi theo má. Mùng 8, để má lại ông bà xong rồi má mới chơi với con mà. Con không chịu đâu. Mùng 8, con nha, con thiệt khờ quá. Qua luôn đêm nay thì con sẽ làm lại con của má con rồi. Tới lúc đó hả, con có thể ôm bả từ sáng tới tối. Má à, con làm gì đêm nay nhõng nhẽo quá vậy? Bộ không muốn đi đầu thai phải không? Mùng 8, đừng có nghịch quá. Con đi ra ngoài trước đi. Ngoan nha. Má à, con đi nha. Nhất Gia, chị nghĩ con nó làm cái gì vậy? Hồi nào đến giờ nó đâu có nhõng nhẽo vậy đâu. Bộ không phải em sợ là lát nữa nó đi đầu thai không ở bên cạnh của em hay sao? Chỉ ráng một năm thôi, một năm sau rồi cả nhà của em sẽ đoàn tụ lại, lúc đó thì sẽ vui vẻ. Cứ ngồi tự nhiên nha. À, tự nhiên nha hả? À, dạ xin mời, xin mời. À, lưng. À, uống đi. À, đem trà vô đi. Đúng rồi. Chúc mừng. Chào. Anh tới với em nè. Qua đây đi. Ê, vô. Đừng giận nữa mà. Có gì đâu mà phải giận. Anh phải đi kiếm gì lâu về giúp cho cô Lệ Quân đó mà. Để cho công chuyện của hắn đánh rỗi rồi, anh mới có thời gian ở bên cạnh của em mà. Tối nay cậu không cần lo cho mợ sao? Cô không được khỏe nên ngủ rồi. Vậy cậu về lo cho mợ đi. Cậu cũng đưa mùng 8 lên đường hả? Tối nay em phải đưa nó đi. Có cậu đưa nó đi, tôi đâu cần đưa nó đi. Vậy chị không đưa em lên đường hả? Nè, cảm ơn. Dạ xin mời. Tự nhiên nha, cảm ơn. Anh nhà của cháu đưa em về nha hả? Em không đi đầu thai đâu. Mùng 8, em đừng có nói bậy vậy chứ. Cơ hội đầu thai hiếm có lắm. Lần này em đi đầu thai, chỉ làm lại con cửu như mà. Vậy thì còn hơn là làm cô hồn. Em không nhớ sao mà. Mùng 8 mà, em cũng muốn má của em có người chồng tốt chứ phải không? Bộ em sợ mình lên đường buồn hay sao? Đừng có sợ, có nhiều cô hồn đi chung với em mà. Không ấy vậy đi, ở ngoài đang vui lắm. Để em cho gì cho đi chung với em nha hả? Chơi một chút rồi hãy lên đường. Em không chơi. Qua bên kia ngồi đi. Mùng 8. Mùng 8. Cương à, tiếp khách giùm tôi nha. Ồ. Không
Xong ấy mình đi rượt lại mùng 8 đi. Hồi nãy anh không thấy có người rượt tới nó rồi sao? Thấy rồi. À, bữa nay chị tươi đẹp quá à. Nè nè, cẩn thận đẹp lắm đó. Đúng rồi đó. Chúc mừng nha. Chúc mừng chị. Đi đi đi. Nè, đừng bao giờ làm bể đó nha. À, cẩn thận đó ha. À, bây giờ cô dâu lên kiệu để về nhà chồng. Chú rể bên nhà chồng đón cô dâu. Như vậy thì cô dâu chú rể trăm năm bạc đầu, hạnh phúc tràn trề, long phụng hòa minh. Con cháu ở đầy nhà, muốn gì được nấy. Lại trời lại đất, lại núi lại sông, lại ông lại bà, lại những người khuất mặt khuất mày, lại cho thiên hạ bình yên, để cho vợ chồng sống hạnh phúc trăm năm. Nè, cô dâu lên kiệu đi, đại kiết đại lợi, tiền bạc dồi dào, làm ăn khá giả. Kiên kiệu. À, khai kiệu. Cô dâu về nhà chồng. Nhất giờ em thì không nỡ xa Cửu Như. Kêu chiếc xe đi một lát thì gặp được Cửu Như rồi, làm cái gì phải khóc. Được rồi, đi đi. Mùng 8. Mùng 8. Mùng 8, con làm gì vậy? Chú Nương. Cháu còn kêu chú bằng chú hả? Lát nữa đây thì con phải... Thôi kêu sao cũng được. Sao không tới gần cái chỗ để coi má con và chú lại ông bà đi chứ? Con không đi đâu. Làm gì vậy? Con không được vui hả? Có cái gì cứ nói chú biết đi. Con đừng có lo quá, chú Lương sẽ thương má con lắm mà. Con biết chú Lương thương má con lắm. Con cũng biết chú Lương sẽ làm bà của con. Vậy là được rồi. Mùng 8 à, vậy con yên tâm lên đường nha. À nè, chú có xin một cái bùa bình yên cho con đó. Mùng 8 à, bộ con không giữ được bùa bình yên hả? Thôi để chú quăng đi nha. Làm gì vậy mùng 8? Đừng khóc nữa, ngoan đi. Có cái gì cứ nói cho chú biết. Có đói bụng không hả? Chú mời con ăn bánh nha. Thôi đừng khóc mà, ngoan đi. Nè cô à, chú rể đi đâu vậy hả? Ây, anh Lương thì kỳ quá à. Phải rồi, không biết là đi đâu là ông bà. Đúng rồi đó. Chắc có lẽ là đi vô cầu tiên đó. Đi cho lâu quá vậy hả? Nè, chú rể tới rồi nè, chú rể tới. Mau lên đi, mau lên đi. Mau lên đi. Vô đợi lâu lắm rồi. Một lại trời, hai lại đất, ba lại ông bà. Cô à, phu thề vào bái, phu thề vào bái, lại rồi sống trăm tuổi, về già con cháu đầy nhà, bà con vỗ tay lên đi. Ê, hey, đi vô đi, vô lòng phận đi. Vô đi, 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 tôi xin lỗi, có thể bỏ được không chứ? Ôi trời, nó phải tầm ba giống như nói lại đi. Nó giỡn trời sao chứ? Nó bị như vậy. Nè, 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 mình đã lại ông bà xong rồi. Bây giờ em với anh đã là vợ chồng, có cái gì anh cứ việc nói thẳng ra đi. Tôi thật không biết phải nói thế nào. Tôi không muốn làm cho cô đau lòng.
Em xuất thân thế nào tự em biết rõ mà. Thật ra anh chịu cưới em thì cảm kích anh vô cùng. Tôi không bao giờ ngại về thân thế của cô. Tôi chỉ thấy cô tốt lắm. Anh nói như vậy chỉ không muốn em đau khổ thôi. Không phải vậy đâu. Thực tế không có phải như vậy. Thực tế tôi không thể giúp cho cô. Tôi biết cô bằng lòng lấy tôi cũng chỉ vì mùng 8, để nó được đi đầu thai làm lại con của cô. Tôi vui lắm chứ. Chỉ cần cô không chê bai tôi, chịu lấy tôi thì tôi đã giúp được cho mùng 8 rồi. Tôi không có bao giờ ngại cái điều đó đâu. Nhưng mà bây giờ tôi lại không thể giúp được cho cô. Anh nói gì vậy? Mùng 8 nó đã nói với tôi. Nó nói có thể đầu thai làm lại con của cô. Đó là gạt hai đứa mình. Nó chỉ muốn hai chúng mình được sống chung lại mới nói dối như vậy thôi. Không đâu, mùng 8 không bao giờ nói dối đâu. Tôi biết tôi không xứng với cô. Tôi có thể giúp được cô việc này tôi thấy mừng lắm. Nhưng mà bây giờ đây tôi lại không giúp được cho cô. Nhưng mà tôi lại không muốn cô không được thoải mái. Tôi không phải là không muốn cưới cô. Lại không chịu ăn cơm à? Ừ, dạ có mấy miếng cơm thôi. Nhanh ra ngoài trước đi. Ừ. Ai vậy? Cửu Như à, Nhất Gia đây. Vô đi. Ngày nào em cũng dòng sợi di chuyển không ăn uống gì hết đâu có được. Trước sau gì em cũng phải đi theo nó đó. Vậy thì càng tốt. Bề nào em sống cũng vô ý nghĩa. Em đừng có nhát chị nha. Bộ em chơi cái chỗ này còn chết ít người sao? Chị biết là em còn thương mùng 8 lắm.
Nhưng mà không có đi nó cũng đã đi rồi. Em cũng phải tính toán cho em mới được chứ. Em ở lại chỗ này giúp cho chị. Chị có muốn sao? Nếu như hồi xưa hả, thì chị sẽ đưa luôn hai cái chân lên quan nghênh em. Bây giờ thời buổi đã khác rồi, chính phủ lại nói cấm mãi dâm, em không có làm gái được bao lâu nữa đâu. Nè, nhưng mà em lấy được một người chồng đàng hoàng thì chị mừng nhất. Em quyết định lấy ảnh cũng là vì mùng 8. Nhưng mà bây giờ em có lấy ảnh hay không cũng không cần thiết. Chị nhờ thì là bị em làm tức chết. Hắn vừa biết là em vì mùng 8 mới chịu lấy hắn thôi, nhưng mà cũng mừng hết lớn. Như vậy cũng thừa biết là hắn thương em biết mấy. Thôi được, tới khi mà nó biết là mùng 8 đã nói dối thì hắn cũng trở lại nói cho em biết chứ đâu có gạt em. Thứ đàn ông như vậy đi đâu kiếm mới được đây. Em hãy suy nghĩ coi, em có chịu gả cho hắn hay không á, thì mùng 8 cũng đã đi đầu thai. Nếu như em chịu gả cho hắn thì đã toại nguyện được một tâm sự cho mùng 8. Em nghĩ coi sướng không? Nhất dạ, chị cho em yên tĩnh chút nha. Được. Tại chị tức giùm cho anh lương thôi. Thì là khó trách hắn đau lòng tới phải bỏ đi. Anh bỏ đi sao? Đã mấy chục tuổi đầu rồi đi cưới một cô gái điếm bị người ta nói xấu quá mà lại cưới không xong nữa. Nếu chị là hắn hả, chị cũng không còn mặt mũi ở lại đây. Thôi chị không nói với em nữa đâu. Bây giờ em suy nghĩ cho kỹ đi nha. Nè Phương à, lấy xe người trống sân đi. Ừ. Nè anh à, tôi muốn hỏi anh, ông chủ có tiệm này đâu rồi? Đâu có biết, nghe nói là vừa như vừa quê rồi. Anh có biết ông đi hồi nào không? Ê, không có rõ lắm. Cảm ơn. Anh thiệt lẹ phè quá. Mai mốt cẩn thận đó. Ngồi trên xe nghe em kêu anh có phải gì không, quay đầu lại không thấy em nữa. Phải em kiếm anh không? Làm sao em khóc vậy? Muốn làm em phật lòng hả? Anh đừng có khóc nữa. Em muốn hỏi anh, những lời lẽ mà anh nói trong đêm đó anh chịu giữ đúng hay không? Nếu nhìn không muốn kệ đi. Dữ chứ. Em chịu làm vợ của anh thật hả? Mình cũng vậy đó, từng là ông bà rồi sao? Em đã là vợ của anh rồi mà. Cô là vợ của tôi. Cô là vợ của tôi đó. Cô là Thủ Như đó. Cô là vợ của tôi rồi nè. Em lên xe đi để anh kéo cho. Thủ Như là vợ của tôi rồi. Là vợ của tôi rồi. Cũng như là vợ của tôi rồi. Thôi đừng có kêu nữa, đi chỗ khác đi. Ây da, cậu Long đó hả? Tụi má Tạ kiếm cậu quá chừng kìa. Tôi biết, cho nên kiếm cô giúp tôi. Cô có tiền không? Không có. Để tôi về nhà lấy giùm cho cậu. Tôi biết tiền để đâu mà. Tôi nghĩ không kịp nữa đâu. Mau lắm. Vậy được, tôi chờ cô ở đây nha hả? Cậu cứ để chờ nha.
linh địa linh linh, thái thượng lão quân như lục lĩnh, tại càng không lĩnh trở quay, lĩnh ra không sợ gió mưa. Thái cực sanh hưởng nhị sanh lục hiệp, cấp cấp như lục lĩnh. Quả tiên chi đạo, chi quả trật, chi sử chi hạ bất dĩ cường tranh, thiện chi tại thân, thiện hình tại thân, thiện đức lưu thông, thiện giữ quốc thân, thiện giữ lai sanh, thiện kiếp lai sanh, giữ đúng lương thiện nhân quả luân hồi, liên kiếp tiền thân, sẽ có quả báo thân tại tâm. Thân tại tâm, tâm tại phán, tâm tại tâm, dương tại tâm, thiện như thần, thiên thính tâm. Tâm thần ổn định, tâm thần hợp nhất sẽ hiện toàn thân. Bác à, người mang ngăn cách đâu phải là người trực thù giết cha của bác. Bác gọi con lên làm gì chứ? Mày trả lời mấy vấn đề của tao, tao sẽ tha cho mày đi. Thằng Hiển đâu? Nó đi đâu rồi? Hắn đi đầu thai rồi. Nó đi đầu thai hồi nào? Đầu thai vô nhà nào? Con chỉ biết tới khi tiền kiếp, hắn có ân oán với một người tên là Hiếu Trung. Nếu bác muốn biết, bác cứ kiếm ra cái tên Trung này là biết ngay. Nghe nói kiếp trước hai người có sự quan nghiệt dây dưa với nhau tới mấy kiếp lận. Bác kia, thật ra là chuyện gì? Bác kia, cỡ này để tôi đã cho. Ai đãi cũng được mà. Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Lúc nãy anh cũng nghe rồi đó, người mà tôi muốn kiếm đã đi đầu thai. Tôi nghe rõ, nhưng mà không có nhiều người quá làm sao kiếm được. Ngày nào hắn là người vẫn có thể kiếm được. Như vậy tức là sao? Người mà tôi muốn kiếm, nó đã đầu thai 8 kiếp trước rồi, để vào ngày hợi, ngày âm tháng âm năm âm, đặt để kiếp thứ 9. Nó phải làm con nhà phú hộ. Nếu như trong thời gian nó làm người mà nó biết lương thiện thì nó đổ được một chút, đây thì tốt. Kiếp sau đầu thai còn làm người. Nếu bây giờ hắn lương thiện, tôi nghĩ... Thế sao? Nếu tới ngày, tôi cũng không muốn có ngày đó. Tôi chỉ mong sớm kiếm được nó để cải qua nó, giải hung ác làm lương thiện. Coi như tôi cũng làm được một công đức, trách nhiệm của tôi cũng đã hoàn tất. Nhưng tôi sợ không giúp được bác. Dễ thì đâu cần đến cậu. Hồi nãy cậu cũng nghe cái quan hệ của nó với Dương Hiến Trung, cậu cũng đã thấy rồi chứ? Thấy. Vậy thì bác muốn... Qua đây đi, đừng có sợ, tôi không phải bắt cậu đâu. Tử Băng, bác kia khỏe chứ? Tôi thì khỏe lắm, còn cậu cũng tạm hả? Tôi muốn hỏi cậu, ở trong số bạn bè của cậu đó, có người nào sanh vào giờ hỏi của ngày âm tháng âm năm âm không? Tự nhiên bác hỏi như vậy tôi đâu có biết được. Cậu nhất định biết người này đối với cậu có hại chứ không có lợi. Nó còn muốn cậu chết thêm một lần nữa. Hả? Muốn cậu chết thêm một lần nữa? Thì chỉ có thằng khốn kiếp đó mà thôi. Thằng khốn kiếp nào vậy? Anh họ của hắn là Mã Hán Long. Bây giờ nó ở đâu đưa nó gặp tôi? Tôi cũng không biết hắn đang ở đâu đây nè. Hắn hại chết má của tôi, muốn đoạt luôn cái tiệm nữa. Thằng khốn kiếp đó bây giờ bỏ trốn rồi. Mã Tà cũng đã kiếm hắn đây nè. Vậy cậu có rắc rối rồi. Cậu hãy nghe tôi nói đi. Cậu phải làm cảnh sát mới kiếm được nó, rồi đưa nó tới gặp tôi. Mà chết rồi, mình lại quên là có người ở đây. Ồ, làm hắn phải sợ. Vậy là xong rồi hả? Không có gì đâu, chỉ cần cho anh nghĩ là khỏe lại thôi. Tôi trị cho chó mè con nào con nấy cũng như vậy hết á. Ông nói tôi là chó? Anh Long à, không phải đâu, thầy thuốc nói là anh cần phải nghỉ ngơi nữa.
Có ngon thì đi kiếm bác sĩ ở nhà thương đi. Về, nói thì nói nha, tiền thuốc của tôi tính sao đây? Vô đây tôi trả cho. Hay da, đã quá. Anh đừng có làm mạnh quá mà. Tại cô chơi đẹp quá đi. Cô chơi như vậy tiền thuốc thang tôi cũng chịu hết luôn. Đừng có nói lớn tiếng quá. Đâu nói gì đâu lớn. Cái gì? Hắn đã nhảy xuống sông. Vậy thì cái xác đâu? Đâu có biết. Vậy cậu có thấy vong hồn nó không? Tôi đã hỏi nội rồi, nội nói là không biết. Nó không thể chết được đâu. Tại sao lại không chết được chứ? Cái thứ như vậy à, chết mới là cũng đáng mà. Tôi có nói cậu cũng không hiểu. Nó không thể nào chết. Nếu như nó chết, không những cậu khổ, còn biết bao nhiêu người khổ theo nữa. Nè, lần sau tới tìm cô nữa nha. Được. Anh Long à, anh đừng có làm dữ mà, không có lợi cho sức khỏe đâu. Tôi muốn uống trà. Nè, anh uống đỡ cái này trước đi. Bữa nay em quên uống nước rồi. Nè, uống đi. Cái này là gì vậy? Hả? Hiệp bích trà. Cô cố tình à? Không phải đâu, anh không được khỏe đó mà. Uống cái này thì sẽ khỏe. Tôi không bao giờ rớ tới đùa với nhau được đâu. Anh Long à, anh đừng có đi ra ngoài, biết bao nhiêu người đang kiếm anh nữa. Tôi phải kiếm họ trả thù, tôi phải kiếm nhau được để trả thù. Anh Long à, đừng có đi mà, em xin anh. Cô tránh ra đi. Cô đừng quên rằng cô không có tư cách nói với tôi, cô chỉ là con điếm mà thôi. Anh Long à, em biết là em bận tiền, tại thân thế của em bận thiểu, nhưng mà em lại không muốn anh có chuyện. Em sợ anh chết đó. Cô chê cô báo hại tôi chưa đủ sao? Nếu mà cô tiếp tục làm vậy à, tôi mau chết thêm thôi. Anh Long à, anh Long, em xin anh. Em thiệt là sợ anh bị chết. Hay là mình cùng nhau trốn lên Hoa Lục nhờ, mình bắt đầu làm lại. Tôi cũng có thời gian bắt đầu làm lại. Tôi đã chịu cực cái nhà hậu đường lâu quá. Tôi phải về đó lấy lại những gì của tôi. Dù lấy không được, tôi phải ôm chết chung với tất cả. Tránh ra đi. Tránh ra. Mấy cái hàng này đừng để dưới đất. Một lát nữa phải đem lên trên. Hàng này không có hơi nước vô được đâu. Mà được. Anh đi đâu? Hả? Tôi hả? Tôi đi thâu tiền. Lại đi thâu tiền à? Anh nói là lâu quá. Lâu quá không có đi thăm chú Kiều. Luôn tiện đi thăm chú luôn mà. Nhìn đi sớm về sớm nha. Em dọn cơm cho anh về ăn. Thôi đi nha. Em đi kiếm Đường Thập Nhất và Lệ Quân. Có phải cô có chuyện muốn nói với tôi không? Thập Nhất đâu? Thứ Bằng có chuyện đi khỏi rồi. Có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Đợi anh trở về tôi sẽ nói lại cho anh biết. Thật ra nói với cô cũng được. Chuyện giữa chị tôi và Thập Nhất, trước sau gì cũng phải giải quyết cho hẳn hồi mà. Nếu như cô biết thần thoái lui, tôi với chị tôi và cả Đường Thập Nhất nữa rất là cảm ơn cô. Tiếp khách dùng đi. Nè thằng mày, mày làm cái gì đây hả? Đi đi. Nè, lại qua đây, qua đây. Đi đi, đi đi mà. Đi đi, vô đây làm gì chứ. Đi đi.
Làm gì? Này. Rời khỏi thấp nhất. Thật ra cô phải hiểu rõ chứ. Chỉ có tôi và đường thấp nhất yêu nhau chân thật. Nhưng xui khiến sự xuất hiện của chị giật ngang đi đường thấp nhất. Tôi đâu có giật ảnh. Ảnh cam tâm tình nguyện ở lại với tôi mà. Hơn nữa tôi là vợ của ảnh cưới hỏi đàng hoàng. Nếu như không phải tại cô thì chị tôi không bao giờ xa đường thấp nhất. Cô nghĩ cho kỹ đi. Cô là người, cô hỏi là ma. Thật ra cô đâu có sống được với ảnh. Tại sao lại cản trở chứ? Tôi cũng có ngày phải làm ma. Tới chừng đó tôi sẽ ở bên cạnh của Tử Bằng. Đó chỉ là chuyện của cô thôi. Đường thập nhất chỉ yêu một mình chị của tôi. Về chuyện này tốt hơn hết cô nên hỏi thẳng ảnh. Anh sẽ ra lời dứt khoát với cô. Chính tôi cũng không muốn ba người phải dây dưa như vậy hoài. Được, để tôi đi kiếm ảnh. Hăng Long, ông còn cả gan tới đây. Tôi sẽ kêu Mã Tà bắt ông. Cô có mạng đi kêu Mã Tà mới nói. Con người anh lớn như vậy rồi muốn bỏ qua cuốn sách ở nhà được sao hả? Đâu mắc mớ gì tới tôi. Đừng xoay mặt qua nha. Anh xoay qua người ta cho anh là điên đó. Hãy nghe tôi nói đi. Anh ngon thiệt. Tối ngày cứ lấy tôi làm bàn đạp. Gì kỳ vậy? Tại sao lại đóng cửa tiệm? Hàng quá sợ ở đây hết vậy. Nhất định có chuyện. Nam mô A Di Đà Phật.